Dạ, em Thành Trung xin mến chào anh chị. Rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì trước đây có rất là nhiều anh chị em nha, có hỏi em Trung là Trung ơi có căn nhà nào sổ hồng riêng mà ra giá rẻ rẻ không? Thì hôm nay em xin giới thiệu cho cả nhà mình một căn nhà sổ hồng riêng nha, với diện tích á, trong nhà nha là ngang 4 mét rưỡi nè, dài cho 9 mét, xây một lầu gồm có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Và đặc biệt căn nhà của mình á, rất là gần chợ luôn, từ đây bước chân ra chợ Gò Đen chỉ vài trăm mét là tới rồi. Thì như anh chị thấy nè, phòng khách mình có diện tích là khoảng 20 mét vuông, có đầy đủ các trang thiết bị nội thất luôn. Phòng bếp mình cũng vậy, có rất là nhiều trang trí nội thất luôn. Ở đây mình có một cái bàn ăn nè, nhỏ nhỏ xinh xinh. Trên đó thì mình có những cái đèn chùm, đèn ly đó để trông tạo không gian mà phòng bếp rất là đẹp luôn. Thì tủ bếp của mình cũng là tủ gỗ nha anh chị. Đó, tủ gỗ luôn, và mặt bếp đó là đá hoa cương. Đó, sau lưng của mình đó thì mình có một cái nhà vệ sinh. Đây anh chị, em mời anh chị vào tham quan cái nhà vệ sinh của mình. Đây, rất là ok nha anh chị. Các thiết bị vệ sinh đầy đủ nè, tường thì lên rất là cao luôn nè. Và căn nhà này hiện tại anh chị chủ nhà đang gửi cho em Trung á, bán với giá là 1 tỷ 650 triệu và còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa nha anh chị. Dạ, và đây á, là cái khu vực xung quanh nhà của mình nha anh chị. Thì cái dãy này của em á, thì gồm có 7 căn và em đã bán hết trơn rồi. Hiện tại là chị chủ nhà có gửi lại bán một căn số 3 thôi nha anh chị. Đây, căn số 1, số 2 và căn kế của mình là căn số 3. Thì như anh chị thấy nè, đây là con đường để vào nhà mình, một con đường bê tông rất là rộng rãi luôn. Thì đường này em Trung nói trước mình chỉ là đường xe ba gác thôi nha anh chị, không phải đường xe ô tô, nhưng mà nó rất là gần luôn nha. Từ đây á, mình di chuyển chỉ tầm khoảng 300 mét thôi là mình ra tới quốc lộ 1A rồi, và di chuyển khoảng 200 mét nữa là mình tới chợ Gò Đen rồi, rất là dễ luôn. Ở đây mình rất là gần chợ nè, ra quốc lộ 1A thì mình có rất là nhiều công ty xí nghiệp nè. Anh chị mình về đây á, có thể là vừa thay đổi chỗ ở mới nè, vừa có thể là tìm được công việc mới luôn. Rồi bán kính xung quanh 2 km á, thì mình có đầy đủ các trường như là trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho anh chị mình. Ví dụ mà có con nhỏ muốn thay đổi chỗ học á, về đây mình ở, vừa ở có chỗ học luôn, rất là ok. Thì trường đây là trường điểm không nên anh chị mình rất là yên tâm nha. Rồi xung quanh chợ thì mình có đầy đủ nè, Bách Hóa Xanh nè, Điện Máy Xanh nè, rồi Thế Giới Di Động nè, nói chung là tất cả tiện ích có đầy đủ hết trơn á. Anh chị mình về đây là có khỏi lo mà không có đầy đủ tiện ích, rồi ngân hàng rồi này kia cũng có nữa. Anh chị mình về đây nói chung là cuộc sống rất là thoải mái luôn, tại vì nó rất là gần chợ nha. Thì đây như anh chị coi nè, đây là cái đường để vào nhà mình đó, đường nội bộ của mình nè, được lót gạch rất là sạch sẽ luôn nha, vạch rửa hè rất là sạch sẽ luôn. Còn ở trên như anh chị thấy nè, đây là ở trên mái nhà của mình đó. Ở đây thì em có làm sẵn mái hiên sẵn hết trơn rồi đó, cho anh chị mình về đây không cần phát sinh thêm mái hiên nữa. Rồi ở đây trong đây anh chị nhìn nè, bà con trong đây là mình ở để đầy đủ hết trơn rồi đó. Về đây anh chị mình cũng không sợ buồn nữa. Thì dạ, thì hiện tại chị chủ nhà đang rất là cần tiền luôn nha anh chị, tại vì cuối năm rồi chị đang cũng đang rất là ngợp ngân hàng luôn, nên chị gửi nhà này cho em bán với giá là 1 tỷ 650 triệu, và cái giá này anh chị mình còn thương lượng trực tiếp với chị chủ nhà luôn nha. Và sau đây em Trung xin review một số chi tiết căn nhà. Thì như anh chị thấy nè, nhà của mình được bảo vệ bằng hai lớp cửa. Đầu tiên á, là một cái lớp cửa sắt hai cánh nè, ủa bốn cánh chứ, một cái lớp cửa sắt bốn cánh sắt sắt hợp nha anh chị, và cái này sơn tĩnh điện nè. Đó, anh chị thấy nè, có hoa văn rất là đẹp luôn và rất là kiên cố. Cửa thì cực kỳ cao rồi, cực kỳ chắc chắn. Anh chị mình mà có đi xa đồ này kia các kiểu đó mình cũng không lo nữa. Thì hai bên nhà như anh chị thấy nè, mình đã lót gạch nè, rất là cao luôn nha anh chị. Nó mặt trước nhà lót gạch rất là cao, rất là sạch sẽ luôn. Anh chị mình mà có lễ Tết đồ này kia đó thì mình vệ sinh tường cũng rất là dễ luôn, xịt một phát, chùi một phát là sạch sẽ ngay luôn, mình không cần phải lăn sơn lại, rất là tốn tiền chi phí nha. Rồi cái thềm để bước vào nhà đó thì nó cao hơn mặt đường của mình tầm khoảng 2 tấc, và ở đây nè em làm bằng đá hoa cương luôn nha anh chị, rất là chắc chắn luôn. Đá hoa cương này á, ví dụ mà anh chị mà có để cái đồ để chạy xe lên xuống mình cũng không sợ bị bể đá nữa, không làm cho nó xấu căn nhà đó. Rồi thì lớp cửa thứ hai tiếp theo để bảo vệ nhà mình á, là như anh chị thấy ở đây là mình có một lớp cửa sắt hai cánh nè, ở đây là sử dụng kính cường lực rất là chắc chắn luôn, và chị chủ nhà thì có đã làm sẵn rèm cho mình rồi, nên anh chị mình về đây mình không cần phải phát sinh thêm rèm đó. Đây đây mình có rèm mình nha anh chị, đó có một bộ rèm rất là đẹp luôn, đây có sẵn rồi, về không cần phải phát sinh nữa. Anh chị mình chỉ cần là dọn đồ vào và đem các thiết bị nội thất vào nữa là ở được ngay rồi. Rồi em xin mời anh chị cùng em vào tham quan nhà chi tiết nha. Thì như anh chị thấy nè, với diện tích là ngang cho 4 mét rưỡi, dài cho 9 mét, phòng khách của mình á, nó có diện tích là khoảng 25 mét vuông. Ở dưới á, là em lót cả 60 rất là sạch sẽ nè. Bên tay phải của em Trung á, thì mình ở đây mình có một cái bộ sofa, đó rất là đẹp luôn nha. Này một bộ sofa anh chị mình về đây có thể là tiếp khách nè, bạn bè, rồi chiều chiều của mình ngồi đây mình xem tivi bên đây á, thì quá tuyệt vời luôn. Trên trần á, thì em đã có sẵn một cái quạt nè, đó anh chị thấy không, một cái quạt trần. Ở trên á, thì dựng hộp la phong thạch cao đi chỉ rất là đẹp luôn, toàn bộ hệ thống đèn là đèn led hết trơn.
Rồi thì mình di chuyển tí xíu nữa thì như anh chị thấy đây là không gian bếp, và để ngăn cách cho không gian bếp và phòng khách á, thì ở đây nè mình có một cái vách nè với những cái song sáo ở đây, anh chị mình có thể là trang trí đồ trong đây nè, thì rất là đẹp rồi anh chị ha. Trên kệ nó rất là nhiều luôn, mình trang trí những chai rượu nè, gấu bông nè, hoặc là các cây cảnh thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Rồi không gian bếp của mình á, thì ở đây mình có sẵn một cái bàn ăn 4 ghế cho gia đình mình 4 người ngồi ở đây ăn nè, chiều chiều mà sum họp gia đình ăn uống với nhau một bữa cơm thì rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc luôn. À, bên đây á, thì mình có một cái không gian bếp với mặt bếp là đá hoa cương nha anh chị. Đó, mặt bếp là đá hoa cương nè, tủ bếp trên là bằng gỗ nè, tủ bếp dưới là bằng nhôm nè. Đó, tường bếp thì em sử dụng kính cường lực nè, rất là chắc chắn luôn. Đó, một căn bếp vừa rộng rãi vừa sạch sẽ luôn. Và nước ở đây mình sử dụng là nước thủy cục, điện là điện nhà nước 100%. Anh chị mình về xài yên tâm nha. Đây để mở nước cho anh chị xem. Đó anh chị thấy không? Nước rất là ok, rất là mạnh nha anh chị. Nó nước rất là mạnh luôn. Anh chị mình về đây mình xài mình khỏi lo vấn đề gì hết trơn á. Tủ bếp cũng rất là chắc chắn luôn. Đó, trên trần thì là cũng có một cái bộ đèn ly nè, rồi các hoa văn nè, đèn led, đèn kiểu cũng đầy đủ cho anh chị mình luôn. Rồi phía cuối nhà thì mình có một cái nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh là kính cường lực nè, cửa nhôm nè, và các thiết bị vệ sinh anh chị thấy rất là sạch sẽ luôn nha. Nó toàn bộ thiết bị vệ sinh rất là ok luôn. Rồi em mời anh chị cùng em di chuyển lên trên tầng a, quên, dưới cầu thang, tiết kiệm tối ưu quá không gian luôn. Thì ở đây nè, em có chừa sẵn ống cắp ống xả để cho gia đình mình có thể là để cái máy giặt ở đây để sử dụng thì rất ok nha anh chị. Rồi em mời anh chị cùng em lên tham quan tầng 1 của nhà nha. Cầu thang của mình là bằng sắt nha anh chị. Đó, cầu thang bằng sắt rất kiên cố, rất chắc chắn luôn. Cũng là sắt ống nè, rồi ở thành cầu sen cũng có rất là nhiều thanh sắt bảo vệ nè. Đó, rồi mặt cầu thang của mình là sử dụng đá hoa cương. Và căn nhà của mình thì nói chung nó có chiều ngang nên cầu thang nó rất là lại luôn. Ở đây mình không có làm chiếu nghỉ, mình làm cầu thang dòng nha anh chị. Nó rất là lài luôn, nên người lớn trẻ nhỏ cũng rất là dễ đi nữa. Tay vịn cầu thang thì xuyên suốt từ dưới lên trên luôn. À, quá trời em. Đây anh chị thấy không? Nhà cực kỳ cao luôn, rất là thoáng luôn, cực kỳ cao. Thì ở trên tầng 1 của mình á, gồm có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây em mời anh chị vào tham quan nhà vệ sinh đầu tiên nè. Đó, các thiết bị vệ sinh đầy đủ luôn, rất là rộng rãi luôn. Cửa thì sử dụng cửa nhôm kính màu nè. Đây, cho gia đình mình dễ dàng sử dụng nha. Còn đây là phòng ngủ thứ nhất. Cái cửa phòng ngủ của mình là cửa gỗ nha anh chị. Nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt luôn. Cửa gỗ rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đây, đây là phòng ngủ thứ nhất. Diện tích cực kỳ rộng rãi cho gia đình mình dễ dàng sử dụng luôn. Ví dụ mà nhà mình gia đình có 6 thành viên chia ra ở thì quá ok luôn rồi. Đằng sau á thì mình không có đau lưng với ai nên mình có thể là mở được cửa sổ nè. Mở ra anh chị thấy rất là thông thoáng luôn, không khí đùa vào thì rất là tốt cho sức khỏe nha. Và em mời anh chị cùng em tham quan cái phòng ngủ thứ hai của phòng của nhà mình nè. Đây, phòng ngủ thứ hai thì ở đây là em cũng sử dụng là cửa gỗ nha anh chị. Nó phòng ngủ thứ hai thì khỏi nói rồi, quá trời rộng luôn, rất là tuyệt vời luôn. Thì nếu mà gia đình của mình mà đông người ở thì ở đây mình có thể sử dụng phòng ngủ được, còn nếu mà ít người ở thì cái phòng này anh chị mình có thể là tận dụng làm phòng thờ thì cũng rất là ok nha. Rồi em mời anh chị cùng em ra ngoài lan can nhìn xung quanh nè. Đó, chị thấy không, xung quanh bà con ở thì rất là đông đúc luôn, quá trời đông luôn. Tại đây khu vực gần chợ nha anh chị nên bà con ở rất là đông. Và cái nhà của mình là hướng đông luôn nha anh chị, mặt tiền của nhà là mình là hướng đông luôn, nên anh chị mình mà ai có thuộc mà mạng đông tứ trạch hợp với hướng đông thì căn nhà này rất là tuyệt vời rồi. Một căn nhà thật là đẹp và lý tưởng đúng không anh chị? Thì em Trung mới xin nhắc lại một số thông tin của nhà mình nha. Nhà của mình là có sổ hồng riêng nè, với diện tích là ngang 4,5 m, dài cho 9 m, có khoảng sân ngoài trước 2 m. Nhà xây một lầu gồm có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh luôn, và một cái khoảng phòng khách rất là rộng rãi nè, và tặng hết tất cả nội thất trong nhà nữa. Thì hiện tại chị chủ nhà đang bán căn nhà này với giá là 1,650 tỷ nha anh chị. Đúng 1,650 tỷ, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào hết luôn. Thì nhà xây trên 100% đất thổ cư nè, không tranh chấp, không quy hoạch gì hết, và nằm giữa khu dân cư rất là đông đúc như anh chị mình thấy nè. Và nếu mà anh chị cảm thấy thích căn nhà này mình có thể là thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Thì cái vị trí chính xác của nhà mình là nó thuộc là ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Từ đây mình di chuyển ra quốc lộ 1A tầm khoảng 300 m thôi, và từ đây mình di chuyển ra chợ Gò Đen là kế bên luôn, khoảng 500 m thôi là mình đã tới chợ rồi nha anh chị. Từ đây di chuyển lên tới chợ Bình Chánh thì đâu đó nó tầm khoảng 4 km thôi, rất là gần. Đó, nếu mà anh chị cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình thì hãy liên hệ với em Trung để có thể là đi xem nhà trực tiếp luôn ạ.